Nếu bạn không may rơi vào kho chứa đầy ngô thì phải làm sao? Đầu tiên, bạn tuyệt đối đừng di chuyển mạnh, nếu không bạn sẽ bị nhấn chìm ngày càng sâu. Mặc dù đống ngô trông bằng phẳng, nhưng chất đống không đều và xả hạt từ trên xuống dưới, dẫn đến bên trong vẫn chưa lấp đầy khoảng trống, từ đó nó sẽ giống hệt hiện tượng cát lún. Bạn nhất định phải thoát được ra ngoài trước khi ngô lún tới ngực, bởi vì một khi áp lực đè lên phổi, thời gian dài sẽ khiến khoang ngực không thể co bóp thoải mái, dẫn tới bị nghẹt thở. Vì áp lực mạnh mẽ của các hạt ngô xung quanh bạn, giống như có 4 cái tủ lạnh, nó sẽ nhấn chìm bạn cùng lúc. Nếu bạn bị kéo lên bằng một sức lực rất mạnh từ một ai đó, bạn sẽ bị xé thành đôi. Điều cần làm là dùng một chiếc phao cố định, sau đó sử dụng tấm bảng phân cách để tách bạn khỏi môi trường xung quanh. Bằng cách đó, có thể dùng máy hút ngô trong tấm bảng phân cách đó, giảm áp lực cho bạn, đợi đến khi ngô bên trong tấm bảng được xử lý xong, bạn sẽ được cứu ra ngoài. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, chỉ còn cách phá kho chứa ngô từ bên ngoài, làm ngô tràn ra, bạn cũng sẽ chui ra cùng ngô. Vậy bạn còn biết cách nào hiệu quả hơn không?